sau phần đầu tiên là phần mở hộp thì bây giờ mình đã cầm chiếc Xiaomi Mi 8 Pro và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số trải nghiệm mà mình đã có được trên chiếc máy này. Và mình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Intel Mobile đã cho mình mượn chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo về chiếc điện thoại này thì đừng quên truy cập website intelmobile.vn để tham khảo thêm. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phần thiết kế trước. Trước giờ thì mình chưa bao giờ cầm một chiếc điện thoại nào mà độc lạ như là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này hết. Trước đây thì mình cũng có cầm một số chiếc điện thoại khá là độc khác, ví dụ như là chiếc Vivo Nex hay là chiếc Oppo Find X. Nhưng mà nói về độ độc lạ thì đây sẽ là một thiết bị cho mình cảm giác đó từ trước đến giờ. Bởi vì sao? Thứ nhất là chiếc điện thoại này nó có một cái thiết kế quá là đẹp. Các bạn có thể thấy là mặt lưng của nó có một cái màu vàng gì đó, nó rất là đẹp, nó like giống như là chiếc Oppo vậy. Và thứ hai là cái mặt lưng này nó làm bằng gương. Các bạn có thể thấy là mình có thể soi mặt mình trên này. Đó. Nhìn nó rất là đẹp và nó rất là sang trọng. Và một điểm nữa nó cũng cuốn hút mình, đó chính là về phần mặt lưng này. Nó không đặt vị trí cảm biến vân tay ở đây. Và nó cũng không đặt vị trí cảm biến vân tay ở mặt trước này, mà nó đặt thẳng vào trong màn hình. Và điều này làm cho mình càng thêm yêu chiếc điện thoại này hơn. Một điểm tiếp theo mà mình chia sẻ với các bạn đó chính là về phần cái viền này. Các bạn có thể thấy là đây là một cái viền kim loại nhưng mà nó vẫn phủ lên một lớp màu vàng, làm cho viền này rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đối với những chiếc điện thoại mà có viền màu vàng đó thì mình cực kỳ thích, bởi vì màu vàng thì nó toát lên một vẻ gì đó rất là cứng cáp. Ngoài những yếu tố kể trên thì chiếc điện thoại này không khác gì so với là chiếc Xiaomi Mi 8. Chúng ta vẫn có một cái màn hình phía trước với độ phân giải là Full HD Plus và màn hình với tỷ lệ là 18:9 6.21 inch. Tuy nhiên có một điểm cải lùi so với là chiếc Xiaomi Mi 8, đó chính là viên pin giờ đây của nó chỉ còn là 3000mAh thay vì 3400mAh ở trên chiếc Xiaomi Mi 8. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay đặt phía trong màn hình. Các bạn có thể thấy là cái vị trí cảm biến vân tay nó sẽ hiện một cái vân tay lên để cho chúng ta có thể đặt vào. Đó. Và cái thao tác của nó rất là nhanh. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải nhấn một lực đủ mạnh để cho cảm biến vân tay này có thể hoạt động. Về camera hay cấu hình thì chiếc máy này đều giữ nguyên so với lại chiếc Xiaomi Mi 8. Chúng ta có bộ đôi camera kép lần lượt là độ phân giải 12MP cho camera chính và khẩu độ là f1.8 và f2.4. Và camera phụ là 20MP giống như là trên chiếc Xiaomi Mi 8. Chúng ta sẽ không có khác biệt gì ở đây. Đó, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Chúng ta sẽ vẫn có những cái chế độ như là portrait này, panorama, v.v. Và bên cạnh đó thì chiếc máy này vẫn có trang bị cái công nghệ là chụp ảnh bằng AI. Mình sẽ chụp thử một tấm cho các bạn xem. Nhưng mà AI chiếc điện thoại này mình thấy là nó hoạt động chưa hiệu quả lắm. Ở đây nó nhận diện là mặt trời, trong khi cái chủ thể của mình là một cái cây. Sơ qua thì mình thấy là ảnh cho ra khá là nét. Ok, thì nếu mà có dịp thì mình sẽ cầm chiếc điện thoại này và đánh giá chi tiết camera để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Còn đây là camera selfie của chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là nó có thể làm đẹp rất là sâu. Đó, mình có thể chỉnh nhiều mức làm đẹp ở đây, 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. À, mình có thể làm thon gọn khuôn mặt nè, làm mắt to ra hơn. Nói chung là rất là nhiều cái filter để cho các bạn có thể lựa chọn ở đây. Mình nghĩ là đối với những chức năng này là đủ rồi, không cần các bạn có thể tải thêm những cái app thứ ba, ví dụ như camera 360 hay là photo wonder đâu. Bởi vì những chiếc máy đến từ Trung Quốc thì họ cài sẵn chế độ làm đẹp vào trên máy của họ rất là mạnh. Vì vậy mình nghĩ là đây sẽ là một chiếc máy rất là hợp lý để cho các bạn có thể selfie. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về phần cấu hình. Với con chip là Snapdragon 845 cùng với 6GB RAM thì tương tự như trên chiếc Xiaomi Mi 8. Đối với những trải nghiệm của mình về chơi game hay xem phim trên máy này thì rất là đã. Đặc biệt là những cái trải nghiệm về chơi game nặng, yêu cầu mức FPS khá là cao như là PUBG thì mình chơi nó rất là mượt, nó không có bất kỳ một hiện tượng giật lag nào. Tuy nhiên thì máy vẫn còn hơi nóng nhẹ một chút. Tuy nhiên điều đó thì cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của các bạn đâu. Ngoài việc chơi game nặng ra thì nếu như các bạn mua điện thoại này để chơi những tựa game nhẹ như là Temple Run hay là Tingu Mobile v.v. những tựa game mà không yêu cầu FPS quá cao thì chiếc điện thoại này gánh rất dư sức. Các bạn không cần phải lo lắng về phần cấu hình chiếc máy này và ít nhất các bạn cũng có thể xài được khoảng 2 đến 3 năm nữa. Còn đối với những tác vụ nhẹ như là Facebook, YouTube hay Messenger thì chiếc máy này có thể gánh cho các bạn khoảng 5 đến 6 tiếng on screen là chuyện bình thường. Ok, với mức giá 11 triệu đồng cho một chiếc điện thoại khá là độc lạ như thế này thì các bạn nghĩ sao thì đừng quên để lại bình luận phía dưới video này nhé. Còn riêng mình thì mình sẽ mua ngay chiếc điện thoại này bởi vì hai lý do mà mình đã nói ban đầu. Thứ nhất là nó quá đẹp và thứ hai là nó có cảm biến vân tay phía trong màn hình. Và thứ ba là nó có một cái cấu hình khá là dư giả trong thời buổi hiện tại ngày nay. Ok, và đó là những chia sẻ của mình về chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Nếu như các bạn muốn tậu trên một chiếc Xiaomi Mi 8 Pro thì đừng quên truy cập website intelmobile.vn để tham khảo thêm. Còn bây giờ thì xin chào.